Vương chào tất cả anh em nha. Thì thời gian qua anh em mình cũng đang làm một cái trại chim mới anh em. Đây. Thì hôm nay Vương sẽ review cho anh em xem nha. Tại vì cái thời gian qua người ta hỏi mua manh manh nhiều nên mình sở dĩ mình không có chim mình bán á, là do mình để lại mình làm cái trại mình gầy giống làm cái trại manh manh anh em, nên hôm nay sẵn mình sẽ review cho cả nhà mình xem nha, coi thử là trại chim của Vương hiện giờ nó như thế nào nha. Rồi ok cả nhà, đây là các bạn, đây mình có hai ô các bạn. Còn cái ô trong đây thì mình tận dụng cái không gian, cái phòng nó cũng hơi nhỏ các bạn, mình tận dụng để mình nuôi, để mình nuôi tập thể, và nuôi tập thể và mình chia tổ là mình nuôi chia chuồng ra các bạn. Đây còn trên đây thì mình nuôi 7 màu các bạn. Đây các bạn, đây 7 màu. Mùa này thì chim tơ của mình mới vừa lớn lên các bạn. Đây các bạn xem 7 màu đây đó. Còn dưới này thì Vương đang nuôi manh manh các bạn. Đây các bạn, đây Vương đang nuôi manh manh. Cái chuồng này thì mình đang nuôi tập thể nha các bạn. Tại vì hiện tại thì chưa có lồng nhiều nên mình chưa có diện tích, nên mình trước mắt mình cứ nuôi ít nha các bạn. Nuôi tập thể nó về bữa nữa mình mới sang chuồng các bạn. Đó, chim nó cũng chuẩn bị sinh sản hết nha các bạn. Chuẩn bị sinh sản hết rồi. Đây các bạn, nó cũng có nhiều con nó vô tổ rồi, nó còn cái chuồng bên đây nữa các bạn. Cái chuồng bên đây thì nay mai gì mình sẽ tách riêng ra, tại chim này nó lớn hơn, chim lớn tuổi hơn chim bên kia các bạn. Cái dòng này thì nó cũng hơi nhiều chim các bạn. Ở trong đây nó có chim trắng nha các bạn, chim trắng với chim bông nha. Thì cái loại chim bông này các bạn nào có mua thì cái giá nó với chim trắng thì cái giá nó khác với cái giá chim màu nha các bạn. Đây là manh manh của mình nha các bạn. Còn đây là các bạn, đây là sắc trắng nha các bạn, sắc mắt đỏ nha. Mình cũng chuẩn bị mình về cái này kêu bằng Apino. Các bạn thấy có mấy con manh manh trong đây là mình đã nhốt chung nè. Manh manh bông này thì cái giá nó hơi đắt hơn cái giá manh manh thường nha các bạn. Các bạn nào có mua thì các bạn coi số điện thoại trên màn hình nha. Mình cũng ship cả nước luôn các bạn ơi. Nếu mà ship Lao Bắc thì các bạn mua phải trên 10 cặp mình mới ship được. Tại vì cái vận chuyển Lao Bắc thì nó hơi vất vả tí ha. Còn dưới đây các bạn, đây cái dòng này thì nó chỉ còn bò sữa nè các bạn. Đây cái dòng bò sữa nha các bạn, cái dòng này thì cũng đang hot. Dòng này cũng đang hot các bạn. Đây cái chuồng kế tiếp nè các bạn, nó tóm lại là mấy cái dòng này dòng bò sữa không các bạn. Hôm nay mình sẽ cận cảnh hết cho các bạn xem cái trại chim mới của mình nha. Đây nữa các bạn. Đây, còn đây cái dễ chuồng này mình nuôi lồng 40 các bạn, 40. Đây. Cả cái này là chim chuẩn bị sinh sản nha các bạn. Rồi đây nữa các bạn.
Dạ, nó đang sinh sản ha. Dạ. Đây. Đây, đây các bạn, đây là cái tổ này thì nó cũng đang nở được mấy con các bạn. Sẽ quay cho các bạn. Đây là manh manh con nha các bạn. Dạ. Các bạn thấy không? Nở được 3 con. Cha mẹ đút rất là tốt nha các bạn. Đây là màu trắng nha các bạn. Màu này nó cũng rất là đẹp các bạn. Có nhiều khách hàng người ta cũng chuộng cái màu này lắm các bạn ạ. Bên đây nữa các bạn. Tại vì mỗi lồng mình nuôi cái dải này nè. Mình chia làm bề ngang mình chia làm hai nha các bạn. Trên xuống 10 lồng các bạn. Các bạn nào muốn chơi thả AV cũng được, hay là các bạn nuôi lồng này cũng được ha. Lồng 40 là mình nuôi được rồi các bạn. Đây, các bạn thấy cặp nào đẹp không? Cái này cho mừng bò sữa nha. Đây nữa các bạn. Chuồng này cũng mới đang bắt cặp nha các bạn. Chuẩn bị đẻ. Đây, đây nha các bạn. Đây mình sẽ quay cái dải chuồng thứ hai của mình bên đây các bạn. Đây. Đây đây là cái gì? Hoa mai nha các bạn. Đây là manh manh hoa mai. À, chim cũng đang vào mùa sinh sản các bạn ơi. Nó hoa mai thì nó hơi nhát hơn chim sắc nhật, chim manh manh nhật. Đây là mình cũng làm cái lồng yến phụng, nuôi mỗi thứ một cái nó vui. Đây, các bạn thấy không, yến phụng đẹp không? Cái này yến phụng EU nha các bạn, yến phụng châu Âu á. Rồi đây các bạn, đây là mình tận dụng mé tường các bạn, mình làm nguyên cái dải lồng đây các bạn. Nè, các bạn nào nhà ở đô thị phố thị rồi không có chỗ nuôi, các bạn cứ nuôi kiểu này là nó ok rồi các bạn, đâu chiếm diện tích gì đâu, chỉ cần một cái mé tường nhỏ thôi mình tận dụng nó là được rồi. Chim của mình chim bông nhiều lắm nha các bạn. Các bạn nào có mua thì các bạn điện thoại cho mình nha. Tại thường chim bông này thì cái giá nó có hơi cao hơn cái loại chim thường tí nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đẳng cấp chim bông nhìn nó đẹp không? Đó. Các bạn thấy cặp bò sữa này đẹp không các bạn? Các bạn nào có chơi thì các bạn nhớ điện thoại cho mình nhé. Đây, cái dải bên này nè các bạn, cái dải bên này vô ăn vô mép tường nè các bạn. Mình nuôi 7 màu nha các bạn. Mỗi thứ một tí nó vui các bạn ơi. Chứ nuôi một loại đôi khi khách người ta cần đó các bạn, mình không có mình giao nó cũng kỳ kỳ. Đây là 7 màu, mình mới vừa gầy 7 màu thêm rồi các bạn. Thì này mình nuôi chuồng liên các bạn ơi. Đó. Đây các bạn, cái màu mình đang nuôi chuồng liên nha các bạn.
bạn thấy đẹp không? Cái con đầu đầu đỏ ngực trắng nè, mình đang lắp với con màu vàng. Còn đây con màu vàng mình đang ghép với con lu các bạn. Đó là máy lu nha các bạn. Bạn thấy máy lu không? Đó, máy lu. Đây trên này cặp vàng luôn các bạn ơi. Đây, đây cặp màu vàng. Rồi, video tới đây cho mình kết thúc các bạn ơi. Các bạn nào có mua các bạn cứ điện thoại trên màn hình cho mình nha. Rồi các bạn ở đâu mình cũng ship tới nơi cho các bạn. Đây, chim màu vàng này của mình lóc là khỏe mạnh các bạn. Rồi, bye bye các bạn.